bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt và giới hạn đỏ trên mạng. Quyết định khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng đang được dư luận ủng hộ bởi bà đã đi quá giới hạn luật pháp cho phép và xã hội nào cũng cần có trật tự, những quy chuẩn phải được tôn trọng chung. Cuối cùng, chuyện gì đến sẽ phải đến với bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam, nhưng lại nổi danh ít ai bằng trên mạng xã hội hơn năm nay với những livestream mạt sát, mắng mỏ và bôi xấu bất cứ ai mà bà cho là đối thủ của mình. Ngay sau khi công ty Đại Nam tổ chức buổi đua cả ngựa lẫn chó và để mặc cho MC lấy tên những đối thủ của bà Hằng đặt cho những con vật với lời lẽ khiếm nhã khó chấp nhận, giữa tiếng cười hô hố của CEO Nguyễn Phương Hằng thì không ít những người đoán trước kết cục không hay cho người đàn bà này. Dường như những tố cáo của nhiều người bị bà Hằng chửi rủa vu khống, cảnh báo hay phạt hành chính của cơ quan chức năng không làm bà ta chùn bước mà ngược lại càng coi thường pháp luật hơn. Bất cứ quốc gia hay xã hội nào, dù tôn trọng tự do cá nhân và quyền biểu đạt cùng ngôn luận, thì mọi thứ nằm trong khuôn khổ của luật pháp. Không thể mượn danh chính nghĩa hay là dùng lời lẽ vu khống, mượn danh này kia để mạt sát, sỉ nhục và lôi kéo đám đông vào vòng xoáy ngôn từ thù hận, kích động, thô tục, xấu xí. Chúng ta khuyến khích và cổ vũ cho những ý kiến đúng đắn, phát biểu chừng mực và có tính xây dựng để xã hội tốt đẹp hơn. Con người sửa sai lầm, không thể chấp nhận những chuyện làm nhục người khác, có hệ thống kéo dài và ảnh hưởng xấu đến xã hội như vậy. Công bằng mà nói, nếu bà Nguyễn Phương Hằng chỉ dừng lại ở mức bóc phốt, vạch trần sai trái của vài nhân vật danh tiếng cần tu chỉnh mình, thì có lẽ không có kết cục này và phần nào đó còn được xã hội ghi nhận. Nhưng một khi bà tự xem là người phán quyết đứng trên tất cả, chửi bới vu khống và đặt điều không chừa một ai, thì luật pháp phải điều chỉnh hành vi phạm pháp này. Ngôn từ ghê sợ bà đã dùng, hành vi phản cảm bà đã gieo rắc và hành xử đám đông bị bà lôi kéo. Kích động không chỉ tổn hại cho nạn nhân trực tiếp của bà mà còn làm cho xã hội náo loạn cùng những quy chuẩn đạo đức bị bóp méo. Nhân cách nhiều người bị xô lệch và pháp luật bị xem thường. Nếu bà Hằng biết điểm dừng và cá nhân mình được phép, giới hạn mà bất cứ ai sống ở bất kỳ nơi nào không được phép vượt qua và ý thức đúng quyền tự do ngôn luận, thì chẳng phải lĩnh kết cục xấu ngày hôm nay. Giàu có, tên tuổi và cả sự tung hô nhất thời chưa đủ làm bà Hằng thỏa mãn hay ngáo mạn, hoặc là vì động cơ lý do nào khác khiến bà bị xử lý hình sự, cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Nhưng rõ ràng tác hại xấu từ sự kiện này sẽ còn dài, chưa kể những người ủng hộ bà đã hiểu vì sao và chấp nhận sai phạm của thần tượng mình hay lại đổ cho ABCD gì đấy. Tuy nhiên, việc đông đảo công chúng thở phào khi drama này kết thúc, chuỗi ngày ghê sợ với chửi mắng ngập tràn cõi mạng của bà cho thấy cơ quan công an ra tay xử lý hoàn toàn là cần thiết. Không chỉ vì thượng tôn luật pháp, coi trọng nhân phẩm con người mà còn làm cho môi trường xã hội bớt đục bẩn, răn đe những kẻ lợi dụng mạng xã hội để mạt sát, làm nhục, bôi xấu người khác và tự phong thánh cho mình. Hơn nữa, dù là ai, nếu vi phạm pháp luật thì cuối cùng cũng bị chính pháp luật trừng phạt.